Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại bài tập trang số 53 sách giáo khoa lớp 1 tập 2 về kết nối tri thức các bạn nhé. Bài tập hôm nay yêu cầu chúng ta phải làm gì? Các bạn sẽ cùng nhau nhìn lên đây nha. Phần bài 1, đặt phép tính rồi tính. Chúng ta sẽ có phép tính sau: 19 trừ 4, 35 trừ 2, 66 trừ 1, 78 trừ 5 và 93 trừ 3. Các bạn sẽ thực hiện các phép tính này nhé. Chúng mình sẽ lấy gì nhỉ? Phần hàng đơn vị trừ đi hàng đơn vị viết xuống, còn phần hàng chục chúng ta sẽ hạ xuống nhé. 9 trừ 4 bằng 5, viết 5. Hạ 1, kết quả bằng 15. 5 trừ 2 bằng 3, viết 3. 3, hạ 3, kết quả là 33. 6 trừ 1 bằng 5, viết 5. Hạ 6 xuống, kết quả là 65. 8 trừ 5 bằng 3, viết 3. Hạ 7, kết quả 73. 3 trừ 3 bằng 0, 9, kết quả là 90 các bạn nhé. Các bạn có thực hiện ra đúng kết quả giống như mình không? Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài số 2. Đặt tính rồi tính. 18 trừ 5, 46 trừ 4, 73 trừ 3, 99 trừ 9, 9. Sẽ thực hiện các phép tính như sau: 8 trừ 5 được 3, viết 3. Hạ 1 xuống, kết quả là 13. 6 trừ 4 được 2, 4 hạ xuống, kết quả 42. 5 trừ đi 3 được 2, 7 hạ xuống, kết quả 72. 9 trừ 9 còn 0, hạ 9 xuống, kết quả là 90 các bạn ạ. Đây sẽ là kết quả của bài số 2 nhé. Thời lượng của kênh hôm nay đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh mình nhé. Chúc các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ. Tạm biệt tất cả các bạn.